Om Muni Muni Mahamuni Yeswaha. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, bác sư cho con hỏi trung đạo thì như thế nào? Trung đạo Maxima Patipada, có tiếng từ Pali như vậy. Nói chỉ cái gì? Từ nơi đầu tiên được Đức Phật sử dụng khi Ngài giảng cái pháp thoại liên hệ, bốn sự thực liên hệ đến khổ. Và Ngài nói từ đâu? Con đường mà Như Lai mà thấy ra để giác ngộ được cái bản chất của hiện tượng sự vật của pháp đó, con đường đó là con đường trung đạo. Và trung đạo là gì? Nó có hai vẻ. Thứ nhất, trung đạo đây không phải con đường giữa. Quý vị phải nhớ là không phải con đường giữa, cũng phải là trung dung, không thiên bên này không lệch bên kia. Người ta hay quá chú trọng đến cái từ mà không hiểu cái nội dung cái từ đó, Đức Phật cũng nói đó là cái vẻ thứ nhất, đó là từ bỏ hai cái lối sống cực đoan, hai quan điểm sống cực đoan và lối sống cực đoan. Cực đoan thứ nhất là đắm say dục lạc, hầu hết chúng sinh là rơi vào cái tình huống này, tức là chúng ta làm cái gì, học cái gì, nỗ lực cái gì cũng để hướng để thỏa mãn cả cái dục ả, dục phẩm, mà trong đó nắm cái loại dục mà chúng ta hay mơ ước muốn có nhiều và muốn lâu dài với chúng, đó là tài sắc danh thực thủy. Tài là tiền bạc của cái vật chất, sắc là tuổi trẻ, sắc đẹp, ngoại hình vân vân, những cái mỹ miều chúng ta mơ ước. Ai cũng muốn mình kéo dài tuổi trẻ, phải không? Ai cũng muốn mình đẹp đẽ, nam thì muốn đẹp trai, nữ thì muốn đẹp gái, cho nên bao nhiêu thứ người ta làm để mà muốn kéo dài tuổi trẻ, muốn kéo dài nhan sắc và mật. Danh tức là tiếng tăm, địa vị, các quyền lực. Thực là nói đến cái hưởng thụ ăn uống hoặc các thứ khác, thì là nghỉ ngơi hoặc là giải tỏa gì theo nhiều nghiệp. Nhưng đó là nắm cái mục tiêu đời sống của con người. Chẳng hạn như là có những nhà xã hội học nghiên cứu về cái nhu cầu con người ấy, người ta phân năm bậc, cái thang nhu cầu xã hội năm bậc. Đầu tiên đó là ăn uống. Thứ hai là đến an ninh, an toàn. Thứ ba là tiếng tăm, địa vị. Thứ tư nữa, người ta muốn cái gì? Muốn được thể hiện, muốn được cống hiến. Vâng vâng. Thì càng lên cao cái mức độ tinh tế nó càng lớn. Thấp dưới này, từng đáy luôn luôn là thuộc về cái vật chất thô thiển. Khi Đức Phật liệt kê năm cái loại dục này á, thì nó theo cái hệ thống đó mà chỉ ra năm cái mà chúng sanh thường ham muốn và mong muốn hướng đến. Ngoài ra còn có một cái cách định nhìn vấn đề đó nữa, đó là có năm cái loài người cũng mơ ước, mà trong các bài kinh Phúc Chúc Chư Tăng hay đọc, đó là gì? An khang thọ mỹ tuệ. An là an vui về mặt tâm, tâm an, tâm không loạn, tâm không đau khổ, không phiền não. Khang là cái an của thân, tức là mạnh khỏe, không bệnh tật, không đau ốm, không tai họa được với thân. Thọ là sống lâu, sống lâu. Ai cũng nhận nghĩ là mình càng sống lâu thì càng tốt, sống lâu thì hưởng được nhiều hơn.
những cái nhà quyền quý, vua chúa này kia, người ta làm đủ mọi cách để kéo dài tuổi thọ, thậm chí luyện thuốc. Giống như hồi xưa mấy ông vua Tàu đó, sai các đạo sĩ luyện thuốc trường sinh, và luyện được trường sinh thì thọ đâu thể mấy ông chết sớm. Tại vì những cái nguyên liệu để chế thuốc trường sinh đó, sau này khi mà người ta dựa trên cả cái mẫu đó về cả cái lò thuốc của mấy ông đạo sĩ chế đang dược á, người ta mới phát hiện ra khi mà đem ra xét nghiệm á, thì trong đó là có thủy ngân. Mấy ông rơi vào những cái bình mà không chữa được, mà không hiểu tại sao. Như vậy là an khang thọ mỹ, là sắc đẹp, tuổi trẻ, thanh xuân. Bây giờ các Phật tử nghe nói bà Visakha là có năm cái mỹ tướng của người phụ nữ, trong đó tuổi thọ và gì đây, cái sắc đẹp của tuổi trẻ, đến 80 tuổi rồi đi về đầm cháu đầm chắc mà không ai nhận ra đâu là bà già. Cho nên cứ thích làm thì chủ dân ý là lấy. Thì quý vị có nhớ câu chuyện mà có lẽ ai đọc nhiều thì biết, có một cái bà phu nhân của một cái ông đại thần hoặc vua gì đó, tự hào nhan sắc của mình, cho nên là chỉ ai khai người nhan sắc bà thì bà mới là vui vẻ nói chuyện thôi. Và một lần bất đắc dĩ bà đến gặp Đức Phật để nghe pháp, vì ông vua nói hoặc là ông đại thần nói gì đó, bà tự mình nghe thì biết tâm lý bà này. Thì Đức Phật mới trong cái việc phép ngài mà dùng thần lực hóa hiện bên vừa bên cạnh ngài một vị nữ rất là đẹp, quạt hậu. Thì bà đã bảo nghe pháp thì bà chăm chú nhìn cô gái này, bà không muốn ai đẹp hơn mình cả, mà thấy cô gái này quá đẹp, cho dù trong lòng rất muốn mình đẹp hơn cô này mà thấy không thể được, cho nên chăm chú quan sát. Thì trong khi Đức Phật vừa giảng trong nơi thần thông thì thi triển cho thấy cô này đang trẻ đẹp, từ dân sắc đó tuổi tác đến bắt đầu mặt thay đổi biến dạng dần dần, giống như bây giờ chúng ta dùng công nghệ thông tin để vẽ mặt người đó, có thể vẽ từ khi tuổi thơ vẽ lên đến lớn trưởng thành cho đến già rồi có thể làm được hết. Thì cái cách Đức Phật cũng tương tự như vậy, cho nên cái cô là từ già trung niên rồi già lão, rồi cái quạt đầu tiên quạt mạnh mẽ bắt đầu yếu dần cho đến lúc quạt không nổi nữa, và cái bà già tóc thì bạc phơ hoặc rụng một phần rút xuống bên cạnh Đức Phật, và sau đó thế trở thành đồng sức khổ. Thì ngồi quan sát bà đã bảo suốt thời gian nghe pháp mà chỉ quan sát cái cô mỹ nữ thôi, khi nhìn thấy cái hiện tượng đó bắt đầu kinh hoàng. Thì thời pháp chấm dứt, bên này thì bà này gục xuống, thì cũng lúc là vị phu nhân đó tỉnh ngộ ra, từ đó bắt đầu chuyển hướng tâm tu tập, không còn tự hào về nhan sắc của mình. Nhưng mà chúng ta thì hầu hết là đều mơ ước mà sống lâu, chứ biết cái nỗi khổ của người sống lâu phải không? Trong một số chuyện cổ tích có lẽ là một số vị đọc nhiều cũng biết, người ta kể câu chuyện của ông hoàng tử. Sau khi mình mà bằng mọi cách mà có được ngai vàng của vua cha rồi đó, thì ông muốn cái quyền lực và cái hưởng thụ kéo dài, và may mắn ông gặp được một cái người giúp cho ông có khả năng sống lâu. Nhưng mà người đó kèm theo một điều kiện, với điều kiện là sống lâu được nhưng mà không được chết. Nếu không thì bên kia sẽ đến bắt linh hồn dốt vô thù, đúng không? Thì ông vua đồng ý, ông chấp nhận là không chết thì quá khỏe, hưởng thụ nhiều hơn. Nhưng mà khi tình huống xảy ra thì ông này muốn chết không nổi, và cuối cùng chấp nhận chết, thà làm chịu chết còn hơn là sống. Đó là khi những người đẹp cùng thời với ông mất, ông tuyển những người khác, ông vẫn còn khỏe 2-3 thế hệ như vậy. Nhưng rồi thì vợ lớn mất, vợ bé mất, con mất, cháu mất, chắc mất, ông chỉ sống tới 200 tuổi thôi, ông đã chứng kiến bao nhiêu chuyện, và ông không bao giờ nói chuyện được với thế hệ sau cả.
hai bên không hề hiểu nhau. Nhà vua sống cô độc, không bầu bạn, không người thân, tại vì không ai hiểu ông nữa. Ngôn ngữ ông sử dụng, người ta chỉ dùng mang mạng, hằng qua cái thời xưa rồi. Rồi vì cái hiểu biết của ông cũng chia sẻ với ai, nỗi buồn, niềm vui của ông cũng thể nào sáng sẻ với người khác. Và cái đau đớn nhất là cô độc, không biết làm sao thoát cô độc. Và cuối cùng, ông khẩn cầu cái vị thần kia, ông chấp nhận chết, vì giả nào ông cho ông chết, ông muốn sống nữa. Mới chỉ 200 năm thôi. Chúng ta chưa có, chúng ta mơ ước. Nhưng bây giờ đi hỏi những người lớn tuổi trong gia tộc, thậm chí trong nhà mình thôi, mình quan sát thôi. Ba, mẹ, hoặc ông, bà nội, bà ngoại. Có phải cái nhu cầu luôn luôn muốn tìm mấy đứa nhỏ là chuyện không? Nhớ quá khứ không? Các cô cũng còn có ai để cùng thời nói chuyện được hết. Mà mấy đứa cháu thì nó muốn nói với nói, đâu có con ngoài bà nội đâu có hiểu mình đâu. Rồi còn bị la rầy nữa. Cho nên cháu chắc nó trọn hết. Bởi vậy càng cô độc hơn, càng đau đớn hơn. Đó là cái thực trạng đó. Nhưng mà chúng ta không chưa có, cho nên cứ mơ ước, cứ mong cầu. Thì trở lại cái bài, cái vấn đề chút đó là cái mơ ước của người do tham dục và chưa hiểu vấn đề, cho nên cứ mơ và mong. Thì cái lỗi sống mà quan điểm sống đầu tiên đó là đắm say trong các cái hương dục, có tầm cầu cho có, tìm cách cho có và hưởng thụ nó. Thì cái này với Đức Phật và các môn đệ của ngài trong vịnh đoạn đầu tiên đó, họ là những cái người ở địa vị quý tộc, tất cả những người học hỏi, ai cũng đạt một giai đoạn đắm say, chìm đắm trong nên biết rõ bản chất của nó. Thứ hai là lối sống ngược lại, nghĩ rằng mọi đau khổ là do mình ham muốn quá nhiều, dục vọng quá nhiều, tham lam quá nhiều. Bây giờ phải diệt cái tham lam, cái ham muốn, dục vọng đó thì mới hết đau khổ. Rồi diệt bằng cách gì? Đó là thân này nó ham đủ thứ, nó muốn đủ thứ. Bây giờ làm cho thân nó kiệt quệ đi, thì ham muốn rồi hết. Đó là cái suy nghĩ rất là hợp lý của họ ấy. Và mọi phương pháp khổ hạnh ra được. Cái thân đang khỏe làm cho nó không được khỏe nữa. Hành hạ nó, bắt nó nhịn ăn, bắt nó nhịn uống. Như Đức Phật là giai đoạn Bồ Tát bắt nhịn thở. Rồi từ mình đang là người tập hành sống như chó, tập hành sống như bò, tập hành sống như một loài thú hoang. Cái đó Đức Phật cũng có thời gian tầm đạo cũng trải qua rồi. Mọi biện pháp, chẳng hạn như có người tự nhiên đứng chân thôi. Ai hỏi này, tu bị hành động đứng một chân, vì nếu mà bỏ chân cái xuống qua địa cầu nó sụp. Ông bìa ra cái chuyện là một vòng có người tiếng. Có người thức ăn rồi người không ăn, vì ăn như vậy là người tham dục, cho nên là đi tìm các thức ăn, các loài thú mà nó nôn ra. Vậy mà người ta vẫn rèn luyện được cái loại của hành. Thế Đức Phật kết luận hai cái lỗi sống, hai quan điểm sống này đều là hai cực đoan, cần phải xa lìa, từ bỏ chúng. Đây là về thứ nhất, từ bỏ chúng. Vì thấy rõ cái hạn chế của chúng, cái bất lực của chúng đối với vấn đề, mà thấy ra được cái nguồn cơn của khổ đau hoặc là nguồn gốc khổ đau từ đâu để thoát. Vậy thì thứ hai đó là phải hiểu biết về các sự thực liên hệ đến khổ và thực hành con đường thoát khổ. Chỉ khi thực hành con đường thoát khổ thì một bên là lìa xa lối sống hoặc quan điểm mà cực đoan nguy hiểm không giúp ích gì cho cái giác ngộ giải thoát, một bên thực hành con đường mà giác ngộ thì đó mới gọi là trung đạo. Chứ trung đạo không phải là ở giữa, không phải con đường ở giữa như nhiều cách giải thích.
mô ni ma ha mô ni ye so ha. Om mô ni mô ni ma ha mô ni ye so ha. Om mô ni mô ni ma ha mô ni ye so ha. Om mô ni mô ni ma ha mô ni ye so ha. Om mô ni mô ni ma ha mô ni ye so ha. Om mô ni mô ni ma ha mô ni ye so ha. Om mô ni mô ni ma ha mô ni ye so ha. Om mô ni mô ni ma ha mô ni ye so ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Phổ. Nam mô Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Phổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Phổ. Nam mô Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Phật.